mì khổng lồ nha. Đây, siêu to khổng lồ mọi người thấy ạ. Mì này là mì không cay nha mọi người. Nấu cho bác thịt mập ăn, nhưng bác thịt mập lẽ không ăn nữa, bác thịt mập lại đi. Nói chung là trẻ thì không ăn á. Bác thịt. Hi, xin chào. Giờ hai vợ chồng mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Hôm nay nhà mình ăn á có thịt ba chỉ ngày hôm qua mọi người ngày nướng á, nhưng mà mình để cái này để mình chiên lên nhá, rồi mình ăn. Nó cũng giống như thịt nướng, cũng giống như cái lò nướng, có cái là mình bỏ vào chảo mình chiên á, mình ăn với kim chi mọi người. Mình có rau nhá, có rau để mua để gói với thịt á. Rồi giờ mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Cái mì này nói chung là nhà mình mua gói về á, về chỉ có để nấu thôi. Gia vị ta nêm nếm hết rồi. Mình sẽ lấy cho chồng mình. Thấy là ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Nhà mình bán mì á mọi người. Nhưng mà buổi trưa ngày nào ăn mì cũng được, không ngán á. Mì nhà mình là bằng mì tươi á mọi người. Còn mì này mì khô á. Mì mình đóng gói. Đây nha, giờ mời mọi người một miếng nha. Mì mà ăn với kim chi thì nó hết sảy vào nè. Kim chi hành á. Ăn kim chi hành. Cái mì này cũng rất ngon mọi người. Mì này á, mình nấu á, mình bỏ trứng nha mọi người. Bỏ trứng gà. Chồng nhà mình với bố chồng nhà mình thích ăn mì này á. Chồng nhà mình, người Hàn Quốc mà không ăn kim chi mà ít ăn kim chi lắm. Kim chi là ngon với ăn, còn không ăn. Bây giờ mình sẽ ăn mì cay ở quán ăn nha mình, cho các bạn xem. Mì rất cay mọi người ạ, cay nhưng mà ngon lắm. Thank you.
xin kia. Chồng mình nhớ chơi cà tô mọi người ạ. À. Ngày nào cũng ăn gì mà đến tối á, mọi người mà ăn thịt nướng thèm nước nước canh đấy, là hai bố con này nấu ăn mà cũng ăn được. Chị ba chị chưa ăn được cái băng ngắn mọi người ạ. Cái này là cái Không phải gì mày á, đi ô tô nó tao đi ẩu lắm. Ừ em đi lắm một lần rồi. Ô tô nhiều quá. Tao ăn mì mì nữa, tao ăn tao sẽ ăn nữa cái rồi. Giờ chồng mình nó no mà gã nó ăn nữa. Bác thình ăn, bác thình đi rồi. Ông vừa mới gọi xong đó. Tưởng giới đang gọi bão đó. Giờ chứ nó đâu có về tới nhà được á. Thầy em qua đây thằng bốc xoang nhé, trở về chứ. Bây giờ bác? Chưa dám. Ô, chờ cái thằng bốc xoang. Để nó đi bộ ra đây bác. Không có xe chứ, hắn chừng là nó bắt xe buýt hay là hắn cái gì đó. Nó đi cái xe mà một đoàn cảnh sát nó chở lên đây. Cho mọi xe không để mang cái xe lên làm. Bữa trước mới phải đâm xong đó. Mới vài tháng bây giờ đâm lên tiếp. Bốn xoàng nó ẩu. Bốn xoàng đi ẩu lắm. Nó mừng của ẩu, giờ nó mừng cái gì của ẩu. Giờ cũng chưa được. Ăn thôi mọi người ạ. Mình dừng clip tại đây nha. Còn đây mọi người ạ, nấu bát thì ăn có tí thôi. Rồi lại còn thêm giấy thịt này đó, nên vợ chồng mình ăn hết. Bye bye mọi người nha. Bye bye đi nha sao.